mỗi ngày. Nước súp có vân mây trứng đẹp mắt, vị ngọt thanh hài hòa cùng thịt cua đậm đà, thơm mùi gừng và tiêu, mộc nhĩ giòn sân sật, ngon và bổ dưỡng. Hôm nay á, chúng ta sẽ nấu món súp mộc nhĩ thịt cua. Và theo chuyên gia dinh dưỡng á, món ăn này sẽ giúp hỗ trợ bổ máu nữa nha. Mình sẽ trụng lần lượt các phần nấm này vào trong đây. Khi nấm nó vừa chín á, là mình sẽ vớt ra là được. Và tiếp theo á, mình sẽ đi trần cái phần mộc nhĩ này nha. Với hai loại nấm ngày hôm nay á, chúng ta nên trụng nấm để làm giảm mùi hăng của nấm nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi xào cái phần thịt cua này. Sẽ xào với lại một muỗng cà phê gừng băm với nửa muỗng canh dầu màu điều. Sau đó mình sẽ phi thơm này lên nè. Thơm rồi á, cho hết cái phần thịt cua này vào. Với món này á, chúng ta nên xào thịt cua cùng với gừng và dầu màu điều giúp thịt cua thơm và màu sắc thêm hấp dẫn hơn nha. Mình sẽ nêm vào đây một ít tiêu trắng nè. Mình sẽ sử dụng 1/3 muỗng cà phê hạt nêm Argan heo. Xào nhanh tay với lửa lớn một tí xíu cho nó săn cái thịt cua này lại là được. Và cho cái phần thịt cua của mình xào ra đây. Và đây á, là 1 lít nước dùng. Chúng ta sẽ cho đậu hũ trắng, mình sẽ cắt khối vuông. 4 cây thanh cua cắt lát xéo như thế này. Đây, cái phần nấm hồi nãy mình đã trụng. Mộc nhĩ sẽ cho cái phần trứng cút. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh hạt nêm Argan heo, 1,5 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, cho nửa muỗng cà phê đường phèn vào trong đây, nửa muỗng canh dầu hào. Và tiếp theo mình sẽ tạo độ sánh cho món súp của mình. Ở đây mình sẽ sử dụng 50g bột năng cùng pha chung với lại nửa chén nước ha. Tiếp theo mình sẽ đi xuống trứng để tạo cái hình cái vân mây trong cái tô súp của mình đó Minh Phương. Dạ. Bây giờ mình sẽ xuống từ từ thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng 1 quả trứng nha. Đối với tô súp hơn ngày hôm nay. Trong món súp ngày hôm nay thì chúng ta có phần thịt cua và mộc nhĩ. Đây là những loại thực phẩm rất giàu chất sắt và giúp hỗ trợ bổ máu. Và đặc biệt đối với mộc nhĩ thì còn giúp tăng tuần hoàn máu nữa đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ ra món đây ha. Cho thêm 1 nhánh ngò vào trong đây giúp món ăn chúng ta thêm hấp dẫn hơn nữa nha. Quá là đẹp mắt luôn đúng không ạ? Mà còn lại đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Minh Vân rất là nóng lòng muốn thử với cái cách làm ngày hôm nay của đầu bếp Ngọc Minh. Cái mùi gừng thoang thoảng nhẹ nhẹ, rất là dễ chịu. Phần súp hôm nay cái độ sánh rất là vừa phải nè. Thơm nhẹ mùi gừng, thịt cua thì rất là săn chắc và ngọt. Minh Vân thích cái phần mộc nhĩ á, anh Ngọc Minh. Đúng rồi. Giòn sần sật và rất là vừa miệng. Để đạt được hiệu quả dinh dưỡng, các bạn có thể áp dụng món ăn này với thực đơn tham khảo sau đây. Súp mộc nhĩ thịt cua, món ngon dễ làm. Đây là một sự lựa chọn lý tưởng để các mẹ có thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho các bé.